Em xin chào tất cả mọi người đến kênh của em. Em tên là Hùng. Đây là số điện thoại của em 0904 792 363 và số tài khoản của em là 5 số 0 đầu các bác nhé. 260 3771. Ngân hàng của em là ngân hàng Sebanh nhé, chi nhánh Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Rồi em có hai hình thức mua bán. Một là các bác chuyển khoản cho em thì em sẽ bao ship. Còn hai là các bác ship COD thì các bác chịu cái phí vận chuyển cho em. Ví dụ cái nào ít quá thì em có thể lấy 20-30 nghìn để em bao ship cho các bác cũng được. Còn cái nào mà nhiều quá thì các bác có thể là khó khăn với cái giá cả. Đấy thì các bác có thể thương lượng với em sẽ hỗ trợ tiền ship cho các bác. Đấy. Rồi ok. Hôm nay em có một ít cái ổ nắp và có một cái quạt Pana nhá. Quạt đang còn dùng ngon lành luôn. Lâu lắm nay mới có con. Ba bốn con em ghép lại thành được đúng con. Rồi, lâu lắm rồi đấy. À, có cái bình đựng rượu cao 40 phân ngang 25. Rồi hôm nay lại có một em máy bơm tỏm nữa. Rồi điện 220. Ở đây mấy con motor máy giặt rồi máy bơm. Đây, motor 24V. Ở đây là máy cuộn xương. Đây là biến áp. Hôm nay có con Liwa 1,5 ký đẹp lắm. Và đây con này Mitsu Navi. Con này 3 kW. Còn con kia là cái gì Quiwa cái gì đó. Quạt và motor và máy bơm nước. Và đây tiện hôm nay em nói thì em có một cái con xe đạp điện. Đây em lấy ra cho các bác xem nó vẫn chạy. Đây em có thể là cho các bác xem. Đó, 66 km luôn. Đây thì cái con xe này đang có giấy tờ, có biển số, có đăng ký. Hắn là 5 bình các bác nhá. Bây giờ các bác mà ai mà mua thì em sẽ tháo cho các bác một cái bánh trước này, mặt đồng hồ này, dây ga, dây phanh, cùm cùm phanh rồi bên kia rồi bánh sau, nói chung là dây sạc đây thì em không có cục sạc đâu. Nói chung là em tháo tung hết ra, miễn sao các bác về các bác đấu 5 bình cho nó lên là mấy nhỉ? 60V à? Đúng rồi, 60V. 48, 48 là 50V. Ừ. Đấy nó 5 bình mà. Nó 5 bình. Rồi. À 12 là 60 chứ, 60V. Rồi ok. Đấy. Thì cái bánh này bánh to nhá các bác nhá. Các bác nhìn này. Xe này xe to đấy. Đấy, em đạt vận tốc lên 66 km/h. Nếu mà có tải thì cũng còn được 50 năm mấy. Đây bánh to. Đấy. Em sẽ tháo cặp bánh và đồng hồ, nói chung em tháo để lại cái sườn và bình đấy, và cái chẳng ba phục những cái gì mà nặng nặng đấy, em chỉ tháo cặp bánh này với là mấy cái tay ga đấy các liên quan đến, để cho các bác về các bác lắp bình vô là các bác dồ ga lên là các bác chạy đấy, để cho các bác chế cháo cho nó dễ. Cái đó là em bán với giá là 1,3 triệu đấy. 1,3 triệu là em tháo tất tần tật cho các bác về các bác chỉ việc đấu bình vào là dồ ga lên là chạy thôi. Em đưa cho bác con điều khiển rồi con các thứ luôn, đầy đủ hết. Các bác về các bác chỉ việc chế khung gầm xe thôi. Rồi, ok. Với giá là 1,3 triệu. Còn cái khung em bán sắt vụn. Nếu mà ai ở gần đây thì em có thể bán nguyên xe, tại vì cái bình nó hư rồi. Cái bình bây giờ đi được khoảng mấy cây nhỉ? Khoảng 10 cây à? 10 cây là hết bình rồi các bác ạ. À, đó là em nói thật. Đúng rồi các bác à. Ô, cái này sao đây? Đó là em nói thật, chân tình luôn. Hắn trông nó bốc bốc vậy đấy, tại vì em mới cắm sạc. Chứ còn hắn chỉ có 10 cây là hết điện thôi. Rồi. Thôi không linh tinh liên thuyên nữa, em vào vấn đề chính luôn. Đây, em cho mấy cái lặt vặt đi. Hôm nay có nhiều cái món to đấy. Cái anh chủ bãi anh ấy bảo thôi đừng có đăng cái video của anh lên, để cho anh bán hàng, để những buôn bán thôi em nghĩ thôi anh ấy nói như thế là anh có lời rồi. Anh ấy đâu biết em bán hàng đâu, anh cứ tưởng là em nói chơi nên là anh nói là bớt cho em một ít đó. Thì hôm nay em sẽ bớt cho mọi người, em bán bớt sâu tiếp. Cái này hôm hôm bữa là em bán 500 đúng không? Hôm bữa em bán 500 thì hôm nay 450 thôi. Hắn là điện điện 110 các bác nhá.
Đó là điện 110 đấy. Đó, để em cái ni hôm bữa test rồi. Đây, thôi cứ phải test tiếp cho các bác xem. Đây, để em cắm luôn một cái biến thế 1,5 kg đi. Đấy. Tức là nó có nút bật đấy các bác nhá. Đó. Đó. Đầu đây. Cái này thì có rất nhiều bác nhầm. Cái này là nó chỉ bơm oxy bơm bể cá thôi, chứ nó không phải là bơm xe đâu. Các bác mua về bơm xe vừa đắt vừa không ra cái gì đâu, là không bơm được đâu. Đó là em nói trước. Mấy hôm nay mà em còn hỏi các bác về dùng cho cái việc gì, các bác bảo là bơm xe thì em bảo thôi đừng có bơm xe. Bơm xe mua chỉ có 250 với 300 thôi. Là chuyên bơm luôn, bơm ngon luôn. Còn cái này là nó chuyên là thổi oxy thôi, chứ không bơm được. Rồi, hôm nay con số 1 các bác nhá. Số 1 này. Em bán với giá là 450k. Hôm bữa bán 500k mà. Nói chung là anh nếu lên anh xem được cái video của anh của em. À, anh nói anh bảo thôi. Anh không biết chú. Rồi số 2, số 2 là một cái phun bơm cao áp phun xương nữa các bác. Đây. Đấy. Cái ni thì em đấu vô cái 12V thì chạy êm lắm. Cái này á, các bác mua về là để đấu cái đầu thép phun vô nhá. Đấy, đấu cái đầu phun xương vô. Đây này, em giống cái đầu này này. Đấy. Giống cái đầu này. Đây. Đầu phun xương đây. Đó, các bác mua thì em để lại luôn. Em mua thì em chưa xài đến này. Một chục cái. Đó. Mua thì cứ alo cho em. Để em chưa biết giá hôm em mua là mấy nữa cơ. Rồi, số 2. Số 2 150.000. 150k nhá. Rồi. Số 3. Số 3 là biến thế. Máy hàn xeo bin. Đó, cắm điện 220 được tặng một cái công tắc hành trình. Đó. Cái này thì các bác biết thì hẳn mua nhá. Các bác biết chế cháo thì hẳn mua cái này chứ không phải là mua về cái là hàn được ngay đâu. Phải mua mạch thăm-mơ rồi các thứ nữa, đang còn nhiều cái lắm. Ôi dồi, cái bình. Rồi, cái này là số 3 này. Em bán với giá là 170k này. Cái này là gửi cho bác này ha. Bác cái gì ở Cần Thơ đây tha thiết lắm, cái cục bò mềm luôn. Rồi, số 3 170k. Rồi, đến giờ đến số 4. Số 4 là motor. Motor máy giặt. Motor máy giặt để cho các bác về chế quạt công nghiệp. Đó. Cốt của em nó là cốt 10 ly. À chà, duy nhất có con này lại cốt 8 ly này. Nhưng mà em có loại cốt 10 ly nhá. Các bác thích lấy cốt 8 ly cũng được, mà thích lấy cốt 10 ly cũng được. Ừ. Em đa phần là cốt 10 ly thôi, chứ hiếm gặp con cốt 8 ly lắm. Đấy, chạy rất êm ái, nhưng mà các bác làm quạt thì thôi rồi luôn, tại vì rất nhiều người đã khoe với em rồi là chế quạt công nghiệp rồi. Tại vì mua cái cánh quạt công nghiệp về lắp vào. Nhưng mà các bác phải làm che chắn cẩn thận nhá. Ở nhà có trẻ con là rất chi là nguy hiểm đấy. Cánh nhôm. Rồi đây là số 4 các bác nhá. Số 4. Em bán với giá là 250k. Trên Shopee này đồng loạt người ta lên giá cái này hết luôn rồi các bác ạ. Em vô em xem. 320, nhưng mà cái tiền ship cao quá, tiền ship 120.000. Sợ quá. 320 này, 250 này, nói chung nhất rất rất nhiều loại, nhưng mà các bác mua cẩn thận nhé, không dính vào dây nhôm đó. Rồi. Đây là một cặp motor. Một cặp motor 24V. Đó. Cốt của em nó đây. Cốt 6 ly. Cũng có 6 ly nhỉ. Thử đo phát này. Đúng rồi, cốt 6 ly. Cái này thì các bác về các bác đấu hai cái dây ở hai bên, bỏ cái chân giữa đi. Còn cái này là nó quay ở trên đây thì nó ra vôn ở đây. Mình có thể thắp cái bóng đèn led nhỏ ở đây thôi. Cái này là điện 24V các bác nhá. Cái này thì các bác chế quạt chạy 12V cũng bốc lửa lắm. Đó. Cái này có đợt là cháy hàng luôn.
có đợt rất nhiều người báo em nhưng mà không có. Rồi cái này là một cặp, em bán một chiếc là 100, một cặp là 200 các bác nhá. Đó, đây là số 5 này, bán 200k này cho một cặp này, ai mua một chiếc thì là 100. Ở đây, đây là con khủng long, con này chạy tê tái lắm các bác. Cốt của em nó cũng cốt 8 ly, làm vừa quạt vừa khít luôn. Đó, cái này nó 27V các bác nhá. Có cây 20 với cây 27. Cái này nó to hơn cái này, to hơn, dài hơn. Đó, chạy sướng hơn. Đó, này là số 6 này. Cái này thì em test rất nhiều rồi, đa phần là cái loại này nó sống hết, chứ hiếm khi mà nó chết được lắm. Số 6 em bán 120k. Tính ra thì hơn cái motor 550 có một tí thôi, mà các bác dùng nó bền. Nó nằm ở trong cái máy photo đó mà các bác biết không? Dùng biết bao nhiêu năm rồi, máy photo hư rồi. Đấy, nhưng mà cái motor đó, ít khi mà em gặp cái con nào mà hư lắm. Rồi, củ đề Attila. Đó, rất nhẹ nhàng các bác nhé. Đó, cái này các bác về các bác chế cái loại xe trẻ em cũng được này. Đó, ta về ta đi cái nhông này, 20.000 cái nhông này đây. Ta đi cái nhông này, cái nhông này không vừa với đen nhé. Nhông này chỉ vừa cái loại củ đề kia thôi. Rồi, củ đề em bán 100.000 một củ đề 12V các bác nhé. Về làm chế cái xe mà mình cho trẻ con đi á, ga lên thì đi, ga lên thì đi đấy. Cùng lắm nó đi 5-10 mét là nó lại ngưng rồi. Giống như kiểu mình đề xe á, thì nó bền hơn. Đó. Đây là củ đề Attila đấy nhá các bác nhá. Xe hàng hẳn hoi luôn á. Chứ không phải cái loại củ đề tàu ối rồi đâu. Rồi đây là số 7 các bác nhá. Số 7 em bán với giá là 100k. Cứ 100k một củ. Rồi, giờ đến số 8. Số 8 là motor, hai con motor, ba con motor. Con này là 24V này các bác này. Chắc là em phải cáo cái ni ra cho các bác đi. Nhìn cái ni nó chả chế cháo được cái gì cả. Đó. Còn đây là hai con motor điện 220 này. Con này là cốt 8 ly đầu trục dài này. Đó, chạy bằng chổi than này. Con này cũng chạy bằng chổi than này. Con này là motor máy may này. Đó, còn con này là motor máy phun xương này. Đó. Rồi ba con này. Ba con này khá nặng. Rồi đây là combo số 8 các bác nhá. Em bán với giá là 200k. Rồi số 8. Giờ tới số 9. Đây, số 9 là một con rất đang còn rất đẹp nhưng mà em thấy lắm dây quá, em chùn chân luôn. Nó tới 6 dây kìa. Là cái giá cả cái dây mát này là 7 dây mà cái con này em hình như là em chưa bao giờ em test nó. Em chưa bao giờ em test nó. Đó, cho nên là các bác xem mà ưng được em nữa thì cưới được em nữa về để mà biết mà chăm sóc cho em nữa. Chứ còn em thì em chịu đấy, nó nhiều dây nhiều nhợ quá. Cái con tròn tròn kia thì em biết đấu, nhưng cái con này thì em không biết đấu. Rồi, 5 cân nhá các bác nhá, nặng 5 cân, khá chứ là nặng. Công suất thì là công suất phản lực rồi, không nói rồi. Đây, công suất đây, 380W các bác nhá, 1,7A, điện 220, 50H. Đó, trong dòng motor này bên nước ngoài người ta rất thích. Việt Nam mình bây giờ cũng dùng nhiều rồi. Cái này là tua nhanh. Đúng rồi, cái này tua nhanh, nó chạy nhanh lắm. Rồi đây là số 9 các bác nhá. Số 9 em bán với giá là 400k. Em tâm rồi, trên Shopee bán 450 kìa, nhưng mà trông con gớm lắm, nó bành ra gì này, hai chân chạng gì này, mà chưa tính ship. Ship 5 cân nữa. Rồi, 400.
Căn bản nặng có 5 cân cơ mà. Rồi. Cái con này hôm bữa là em bán 400 một con mài nhắm băng. Con mài nhắm băng, con này đang gần rất mới các bác ạ. Con này là hàng nội địa Nhật luôn. Đó, cho cái nhắm băng vào đây. Đó, đây, hàng nội địa Nhật luôn. Chưa bao giờ mà em bán hàng mà ế, mà cái hôm đó ế mất mấy món. Dã man thật. Đây, mai riêng ra bàn đây. Hôm đó ế mất 3 hay 4 món. Mấy cái món mà em đi bãi lấy luôn. Thế là anh ấy cũng vô anh ấy xem. Thế là anh ấy xin lỗi, anh ấy bảo em cứ tưởng anh không biết. Đấy, bác xem thì bác để ý này. Bác đừng cho nhân viên bác tính tiền. Nhân viên ai lại ra tính tiền, xong rồi ai chả muốn là lấy lòng ông chủ bà chủ. Ra tính tiền cho em gió đắt đấy. Chủ thì cứ ngồi cười khà khà, nhân viên thì tính tiền cho em. Em nói bác rút kinh nghiệm thôi. Rồi ok. Ở đây là số 10 này. Số 10 hôm trước 400 thì hôm nay còn 350k. Đó. Nhắm bằng. Con này dùng rất hay các bác ạ. Không nẹt lửa một tí nào luôn. Không nẹt lửa một tí nào luôn. Rồi số 10. 350k. Giờ tới số 11. Đây. Số 11 đây. Quá chi là đỉnh luôn. Đây các bác nhìn đây. Nguyên một cái cục hắn y như cái máy cái cánh của máy bay phản lực. Mà nó chạy thôi. Không thể bàn được. Đừng ngăn cản cái độ sung sướng của em. Đây, dây xanh với dây đen. Em lại phải tháo cái cục biến áp 110 này ra đã. Này con biến áp ký rưỡi này đẹp lắm các bác ạ. Ký rưỡi thì các bác dùng cứ như thể là 2 ký luôn. Nói chung là các bác dùng cho một cái nồi cơm thì quá là tuyệt vời. Quá chứ là hoàn hảo. Đây, em test nha. À, dính cái giấy vô cho các bác nhìn. Đây, nó in công suất các thứ ở trên đây luôn. Em chẳng hiểu là cái loại gì mà nó dã man thế. Để đây mà xung quanh đây mát lạnh luôn. Mà nó còn ta quay tít luôn. Nó quay dã man luôn. Mà nó rất chỉ là có chớn các bác nhá. À, gì á, để một lúc nữa em đi rừng. Thôi để em cho nó dừng lại đã. Đây. Em cho cái này ra đây. Chưa bao giờ mà em đi mà em kiếm được một cái con quạt mà như thế này. Hôm trước cũng có một con nhưng mà nó màu đen. Nhưng mà ý là nó không mạnh được như thế này. Đây, thông số nó in luôn trên mặt trên này các bác này. Đấy, 100W, 2,5 ohm à? Đúng rồi, 2,5 ohm. Cái gì đây? Cái gì đây? 400 VDB là cái gì? Đấy, nó in hết lên trên đây luôn này các bác này. Đó. Này, thôi. Rồi. Con này là con số 11. 11. Con này bán 300 các bác nha. Con này nha các bác làm cái chụp. Đó. Hoặc là các bác làm cái kiểu gì cũng được. Nhưng mà em thấy nhá, để như thế này thì xung quanh là nó mát lạnh người luôn. À, cánh như thế này đây. Các bác về các bác chế cháo làm sao chế. Đây là nguyên cái vỉ của nó. Cái vỉ này để em gửi cho nó đỡ hư hàng. Đây. Dây thì dây đen dây xanh nhá các bác nhá. Đây dây tụ này. Đó. Còn đây là hai cái dây đen dây xanh này. Còn cái dây xanh thì dây mát này. Rồi ok. Rồi số 11 300 các bác nhá. Con này thì khá nặng đấy.
nguyên cái khối đúc luôn. À, các bác nhìn dưới đáy này, các bác thấy không? Đó. Rồi, giờ đến em này nữa. Em này thì cũng không kém phần long trọng. Đúng thật, em này thì cũng không kém phần long trọng. À, để em lấy cái kéo em cắt bớt cái dây này. Em này em mới chạy thì cũng chả kém gì. Dây riết tụ tiếp em đấu sẵn nhá. Các bác về chỉ việc chế thành quạt mà dùng thôi. Đó, các bác thấy chạy gớm không? Mắt lạnh luôn. Hôm trước em không biết thì em không cho cái tụ vô thì nó chạy chậm lắm. Rất là nay em cho nó chạy cái tụ vô nó chạy gió nhanh ạ. Mà đấu vô cái dây nào nhỉ? Đấu cái dây nào vô cái tụ nhỉ? Mà nó chạy nguyên cắt. Nhưng mà lại chạy ngược về kia. Đó, quay ngược cái gì này? Đây là đang quay thế này. Nhưng mà đấu cái dây xám hay sao? Là nó quay ngược cái kia, nhưng mà nó chạy phải gấp đôi như thế này. Rồi. Đây là con số 12. 250k. Con này được cái motor là nó rất chi là dài các bác nhá, nó tới 13 14 phân á, nó tuốt từ dưới đây này. Đây này các bác nhìn đây này. Đây này, nó đây. Mà nó ăn tận lên trên đây này. Đó, ăn tận trên đây. Đó, các bác thấy không? Nặng. Rồi, số 12. 250k. Giờ tới số 13. Số 13 là ai đam mê về nghiên cứu thì mới thích cái con này được. Cái con này là 48V, em nghi con này là sạc sạc xe đạp, sạc xe đạp điện. Thì đây, nó ghi số 1, số 2 là L và N, tức là âm và dương đấy. Còn đây là nó ghi là số 1 và số 6. Đấy, tức là đầu ra đây. Đây. 1 2 3 4 5 6 đây, 1 và 6 ở đây. Thì em thử ở điện ở trong đây là đúng ra luôn, ra vôn luôn. Nhưng mà em không biết bao nhiêu mà đánh lửa nó đẹp ở đây. Đây số 1 đây và số 6 đây. Đấy, nó có một cái rắc cắm gì đấy, chắc nó cắm vào đây. Đó, con này khá nặng luôn. Đó. Đây, này bạn không gì. Đây. Giờ cắm là nó báo đèn, nó nháy kêu tít 3 lần xong bắt đầu hân vi chạy được. Còn đây số 1 và số 2 thì đề số 1, số 2 đây. Đây. Cắm vô. Đây. Đấy, hắn lên đèn xanh nhá. Đấy. Lên tít phát này. À, giờ lại không tít. À, chứ lúc nãy em bật, hắn lại tít. Tít xong bắt đầu nó lại đi quay quạt, nó mới chạy. Em thử là vôn. Ui giời mát. Trong đây nó có một cái đèn chớp chớp ở trong đây, nó cũng xanh xanh trong đây và các bác này. Trong đây này, nó có một cái đèn nó nháy. Đó. Rồi ok. Con này là 48V các bác nhá. Công suất của nó khá cao đấy. Con này đúng là 100% là sạc cho xe đạp điện rồi. Con này các bác tháo ra thì nhìn hầm hố kinh khủng luôn. Đó. Ai mà sử dụng được con này thì đúng là thật. Về các bác nhìn đồ không, các bác là thấy sướng này. Chắc là công nghệ của Nhật nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Rất nhiều tem nhé các bác. Nhiều tem lắm. Đây. 1740W. Còn model của nó là R48-1800A. Chắc là cái model thôi. Còn A dưới đây mà. 1740A. Rồi, đây là số 13, em bán với giá là 200k, quá rẻ cho một cực tình. Cái này mà các bác về các bác sạc xe đạp điện thì đến bao giờ cho nó hư, mà nặng chịch luôn. Em tháo ra mà nhìn hoa hết cả mắt, nó làm tỉ mỉ mà nó làm đúng kỳ công lắm. Rồi, số 13, giờ đến số 14,
Đây, số 14 thì em có mấy cái con 1 ký. Bảo đảm với các bác là bằng đồng. Đấy, bằng đồng. Đấy, em bán với cái giá là 550k. Điện ra của nó là điện ra của nó là trên đây là 220 này. Còn đường sau đây là 100 và 110 này. Đó. Em thử cắm điện con này. Con này hôm hôm nọ em bán rồi, xong rồi có anh đặt, anh lại bảo thôi để hôm khác anh lấy con to hơn. Hôm nay có con ký rưỡi, anh có lấy không? Bảo cắm nồi cơm sợ không đủ. Nồi cơm công suất 1000 thì chắc là không đủ thật. Này đồng hồ mẹo bụi tỏi rồi. Này chết đồng hồ rồi. Này chết đồng hồ rồi. Cái bộ điều khiển nghi của nó đấy, em đa số là nó hư các bác ạ. Tại vì để lâu quá rồi nó cứ bị dỉ sét đi á. Quan trọng là cái cục này thôi, cứ bằng đồng là ok. Đó. Chứ bây giờ các bác ở đây mua cái con 2 ký đó, đen đen đó, bằng nhôm. Dùng nhôm thì thật sự cái gì chứ ổn áp mà bằng nhôm thì nhôm mình làm thì không ăn thua. Rồi đây là số 14. Em bán với giá là 550k. Chỉ 500k luôn đi. Con đi hôm trước cũng bị ế đây. Vừa ế mà lại vừa bị lấy rồi lại không lấy nè, nên bán xả xui luôn. Riêng về mấy cái biến áp biến yếc này thì các bác cứ vô tư. Rồi, đây là con 2 ký và đây là con 3 ký. Con 3 ký thì cái này á thì nó vẫn kêu tạch một phát thì nó vi vào điện. À, nhưng mà cái motor không chạy, em nghi là bị hư motor, còn cái thủy mạch này vẫn đang còn sống. Em nghi là cái dây motor này bị hư thôi. Nhưng mà theo em điện bây giờ không như ngày xưa đâu. Cho nên là em cứ chỉnh lên điện 220 là đúng cái cầu này. Em cho lên đúng cái cầu này là điện 220. Đấy là các bác dùng vô tư luôn, không phải nghĩ. Còn đây là con ký rưỡi này, con ký rưỡi thì các bác dùng hẳn như con 2 ký luôn. À, từ cái cân nặng mà đến cái hình thức của nó. Đây các bác xem. Nó cũng gần 9 ký. Bọn em mua cái con 2 ký với con ký rưỡi này ngang ngang nhau. Đó. Em tắt này. Đó, em bật này. Tắt này. Bật này. Đó. Loại này mới thì chắc phải 2 triệu hơn. Dòng này bao giờ nó cũng đắt. À, ký hiệu của nó là LN 1500 FI. À, cái này thì nó có một cái ổ đằng sau các bác nhá. Đây. Cái ổ đằng sau là cái vào đây. Mình cắm đây. Đây cái da 220 này. À, không dùng thì ta cứ cất đi, ta lấy băng dính ta dính lại đỡ nhầm. Còn đường trước đây thì ta có 110 với 100. Em xem vẫn có hoàn hảo hoàn không đã, xem cái mặt đồng hồ vẫn còn dùng được không. À rồi, đồng hồ đang còn sống các bác nha, đồng hồ đang còn sống rồi. Con ổ nắp 2 ký ký rưỡi này là số 15. Em bán với giá là 750k. Nó bán như 2 ký luôn mà.
Tại vì đúng nói thật là bọn em mua đúng bằng giá 2 kg luôn. Chẳng qua là cái sợi nó hơi bé hơn một tí thôi. Đây có con ký cũng ngon lắm này, nhưng mà nó lại bị em lúc nãy á, cái ni đang sống này. Đó, cái ni đang sống này. Nhưng mà em tháo ra em lau chùi ra mà bây giờ em siết lại cái là hân 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 cứ giật chứ nó không không quẹt 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 như con kia được, mà đúng của nó là quẹt quẹt như con kia đó. Đó. Bây giờ bật lên là nó vẫn giật giật cái giờ là đứng yên. Đây, em bật cho các bác xem nhá. Này để em cắm điện. Này, các bác nhìn 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 vào đây này. À, nó vẫn rung cái rồi. Kiểu như thế là em vặn nó chắc quá hay sao? Cái vỉ mạch nó vẫn đang sống. Đó. Đấy, các bác thấy giật giật không? Đó. 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 Con này 1 kg các bác nhá. Đó. Con này 1 kg. Con này là mấy đồng hồ còn sống nhỉ? Con nào? Đồng hồ chết bác ạ, đồng hồ chết rồi, chết với là chết luôn cái đèn báo đây này, cái đèn báo đây này, à, mấy con ốc này nó vặn không ra được, tức là em phải bẻ ngược lên cho các bác xem cái phần ruột bên trong. Con này thì đang sạch sẽ đẹp đẽ, à, cuộn đồng nó cũng to hơn, to mà nhìn nó gọn gàng hơn. Hắn là hàng Sanda, rồi con này là con 16 đi. Nói chung là các bác mà xác định mà mua về để dùng á, chứ không phải làm cảnh á, thì chả cần, không cần hình thức lắm. Tại vì cái giá nó cũng phải chăng thôi, chứ cũng không phải là đắt, em bán nó cũng rẻ thôi. Rồi, đây là số 16. 16 em bán với giá là 550k. Đó. Các bác tính đi 550k mà toàn ship vô miền Nam. Đó. Cứ trừ đi 70-80 nghìn tiền ship, em cũng chả còn mấy đâu, em tiền ship nó cao lắm, vì hàng em bán toàn hàng nặng. Rồi bây giờ đến con 3 kg này. Đó, con 3 kg này thì như em đã nói rồi đấy. Đó, cái mạch á, để mình cắm điện vô á, ăn kia vẫn tạch một cái à, xong bắt đầu là ăn vi nhảy đồng hồ. Đây, để em cho các bác xem luôn. Ở đằng sau thì nó có 3 cái ổ điện, một cái là ra 220, một cái là ra 110. Nên em chưa bạn ốc. Đó. Cái con này là cái con mà lần trước mà em đăng lên mà em bảo là em chưa dọn đấy. Đây nha, các bác nghe nha. Đấy, hắn tách một phát xong bắt đầu nhảy đồng hồ. Đây, hắn nhảy đồng hồ. Đó, các bác thấy không? Đây, em tắt đi nhá. Các bác nghe kỹ này. Đó, hắn cứ tách một cái. Rồi, con này là con số 17. 3 kVA. Cái này thì các bác dùng thoải mái. Tí này em sơn này mà màu xanh luôn, hoặc là sơn này màu đen cho nó hài hòa. À, con này là số 17, em bán với giá là 800k. Đây, cái ổ điện của nó đằng sau đây thì em sơn lại thì ăn bị mờ, thì tí nữa em viết cho nó rõ ra đây. Đó. À, đây với đây là 220, đây với đây là 110. À, đây với đây này là 220, đây với đây là 110. Tí em lấy bút em ghi đây. Đây bút đây. Tí em ghi cho nó đẹp đẹp tí. Còn đây là vào này. Đây là vào này. Vào này, 2 này, 2 này, 0 này, volt này. Đây là ra này. Đó. Ra thì các bác đấu đây với đây là điện 110 này, nó đấu đây với đây là điện 220, thế thôi.
đằng trước nó không có cái ổ nào nữa, nó có mỗi cái dơ le. Đúng rồi, hai cái đồng hồ. Rồi, 800 các bác nhá. Rồi, hôm nay em có 3 con máy bơm. Và hôm nay em nói luôn cái giá thực tế cho các bác. Thôi hiểu bác không biết. Cứ lầm tưởng. Đây chẳng hạn như cái con này 150W. Con này 200W. Và con này 125W. Đấy. Ba con. Con này 200W. Hiện tại bây giờ á, hàng Kufaka này á, trên Shopee người ta bán là 809, chưa có bao ship, chưa có ship. Đó, em xịt luôn. Đó. Đây là hàng Kufaka các bác nhá. Hàng này là ông nữa làm xong cái công trình cái bơm nước cái móng nhà ấy, làm bán cho em. Ăn bị dính xi thôi. 200W đây này. Đấy, con này 200W các bác nhá. Rồi 200W em bán cái giá. Con này là con 18. 200W. Em bán cái giá là 380.000. Đó. Con này 150W. Con này để tí này em đấu cho bác cái dây dài dài. Lần đi hắn đang còn cái sơn zin cho nên là em không muốn muốn cạo nó đi. Em chỉ dọn sạch sẽ đi thôi, tra dầu mỡ đi thôi chứ em không có sơn cái sơn khác lên nữa. Tại đi đâu thì cái sơn zin nó cũng hơn cái sơn của mình. Con này thì áo sống nó đang đẹp hơn. Mấy con này thì các bác cứ yên tâm đi, cốt kiếc các thứ em kiểm tra hết. Tại vì cái giá nó bán ra, không may mà các bác chê chiếc rồi không may nó hư hỏng, các bác đi sửa đấy. Thật sự là cái tiền sửa còn quá tiền mua cái máy bơm. Cho nên thà là em đập em vứt đi. Chứ không bao giờ mà hư em đi bán cho các bác. Trừ khi là đen lắm thì về các bác dùng cứ để bơm không á. Không có nước lên nó không làm mát, thì không may kẹt quạt hay là kẹt nước hay tắc nước nó cháy đi. Hoặc đen nữa thì để lâu. Đây là cái sơn chống dỉ ở trong đấy. Nó kiểu như nó oxy hóa đi. Đấy, rồi bắt đầu nó chạm chập. Rồi. Con này em bán với giá là 360k. À 370k. Con này là 150W các bác nhá. Đó. Máy bơm các thứ bây giờ á, chỉ có máy bơm nhôm thì với là 580.000 thôi. Ship nữa thì cũng thành 650 rồi. Đấy. Mà cái hàng nhôm nữa thì không nên dùng. Còn tất cả những cái hàng đi á, rẻ nhất là người ta bán là 700 hơn rồi. Mình không có thì thôi, xài tạm cái củ gì cũng được, chả sao cả. Lúc nào mình có thì mình tính sau. À rồi, đây là số 19 các bác nhá. 19 em bán với giá là 370.000. À, đây là con số 20. Con này là 150W. Đó. À con này 125W. Đấy, như con này từ xưa đến giờ em vẫn bán 350.000. Mà các bác biết không, bây giờ nó lên rồi, nó lên rất nhiều luôn. Để tay đây mát luôn. Cái dây tí em đấu. Rồi, đây là con số 20. Em mới bôi dầu, bôi riếc thôi, em chưa nối dây. Số 20. Bán cái giá là 350k. Các bác cứ lấy hàng của em bao ship cho các bác. Rồi các bác lấy hàng của em, rồi các bác nhìn vô cái hóa đơn xem là tiền ship hết bao nhiêu là các bác biết.
mua hàng của em lần đầu, em cứ bao ship vậy thôi chứ em có cứ nói thôi chứ em có phải là khó khăn đâu. Rồi, cái con đi là con máy bơm, bây giờ em mới biết. Con này thì có mấy anh comment là một với là gọi cho em trực tiếp cũng có. Thì anh nói đây là con bơm Nga. Con này là công suất của nó là một ngựa. Cao 40. À, tất cả của nó là bằng nhôm. Đó. Hiện tại con này á, hôm nọ em bán là 1.250.000. Đấy. Nhưng hôm nay em xin bán là 1.100.000. Con này cũng được bớt một ít rồi. Chính là con này dùng mới là hay này các bác này. Hắn không phải bơm tỏm nha, hắn là bơm bình thường thôi. Con này là số 21. 1.100.000. Thì đợt trước em bán con này 900. Lâu rồi, bây giờ nó lên bao nhiêu rồi các bác không mua hàng, các bác không biết. Các bác mua hàng các bác biết được. Thông thường là nó thế các bác nhá, khi mà nó chạy khô là nó vậy đấy. Tại vì cánh của nó này, cánh nó cánh đúc. Đó là nguyên nhôm nguyên khối nó đúc. Nói chung cái máy này em rất thích, tại sao? Hắn bằng nhôm cả luôn. Chỉ có mối ở trong là bằng đồng thôi. Còn tất cả là bằng nhôm hết. Rồi. À, số 21 là 1.100.000. Đây, hôm nay có một con bơm tỏm đây. Con này thì đúng thật là thằng em ở gần nhà nó mua rồi. Thế là nó đặt em rất là em đi lên em bơm cho nó. Mất gần 2 lít dầu. Đó là dán keo đây. Bắt vít lại. Đây, keo đây. Đấy, trong máy bơm này bao giờ nó cũng có dầu nhớt nha các bác nhá. Dầu đánh lạnh nhá, dầu như nước á, đây này. Để nó làm mát mà. Nếu các bác mà cho nó cắm mà cho nó chạy lâu quá là cũng có vấn đề đó. À, cái con này nhá, nhiều người lại cứ hay nhầm tưởng nhá. Cái thứ nhất là gì này? Hay nhầm là gì này? Về cái giá là một. Đó. Cái thứ hai là cái thân hình. Cái thân hình của nó đó, nhiều bác lại cứ nghĩ là cái loại mà bơm 1.100.000, 1.200.000 đó, họ đang bán mới đó, 1.100.000, 1.200.000 chẳng qua là nó quay to thế thôi. Chứ còn ở ngoài nhá, to hơn cái miệng đi có một tí thôi. Ở đây con này đang còn tí tem này các bác này. Gì đấy? 2.800 này. AP14 này. 40C này. 60 út này. À, con gì? Con này thì nó tầm khoảng 3 HP. 2.2 kW. Đó. Theo như ông chủ bài ông nói đó, điện 220. Đấy. Con này em tháo ra đồng đang còn mới tinh. Tại vì em tháo ra để em thay dây. Đó. Đây mát lạnh luôn. À, con này là các bác phải xem cái trọng lượng của nó nhá. Đó, có loại nặng có 13 cân, đó, có loại nặng 14 cân 5, có loại nặng 18 cân, có loại 20 cân, con này là 23 cân 5. Đấy. Em nói cho các bác, thì các bác lại nhìn lại. Có một con 5 triệu nhá, nó nặng hơn con đi đâu khoảng 2-3 cân. Thế thôi, à, 5 triệu hơn. Giá mới đó. Con này ra mới chắc 3 triệu, hơn 3 triệu tí. Rồi. Con này là con số 22. Em bán với giá là 1.300.000 đồng. Rồi ok. Con này là thằng em lấy rồi cuối cùng nhà có việc đột xuất phải đi Sài Gòn, cuối cùng nó lại thôi không lấy được. Tiếc thế. Đó, anh đổ nhớt cho em. Ngon lành luôn. Con này thì đẹp.
ống của nó là ống bao nhiêu ta? Em thử đo cái ống này. Ống 80. Đây. Bán của nó. Ui giời. Bàn của nó là 14. Em chỉ biết đo thế thôi chứ em chả biết là bao nhiêu đâu. Rồi, 22, 1,3 triệu. 24. Đây là anh bơm thổi đây. Mấy người dặn cuối cùng là để cho cái anh bảo sáng mai anh chuyển khoản. Cuối cùng sáng mai, nhưng mà thôi, anh em cũng cảm ơn. Thế là sáng mai anh lại cũng điện lại anh bảo cái gì đấy? Anh em gom không đủ tiền rồi anh bán cho em đó. Con này hôm em để là 1,6 triệu đây. Con này thì động cơ của nó là động cơ từ có bác comment để hỏi thì đây là hút vô này, đây là thổi ra này. Đấy, ở trên Shopee ấy, nó có đặt một cái loại là GF 125 thôi, còn đây là GF 750. Đấy, con này giá mới của nó là 3.250.000, không bao ship nhá. Đó, giá mà em hỏi người ta đó. Còn em bán là hôm trước em bán là 1,6 triệu. Hôm nay em giảm xuống là 1,5 triệu. Đó. 1,5 triệu. Con này là con số 23 các bác nhá. Con 23. Một triệu 500. Nó khá nặng các bác ạ. Nó nặng mấy mà em quên xíu mất rồi. Đầu này là đầu hút vô này, đây là thổi ra này. Rồi, motor từ đó các bác nhá. Con này là các bác cứ xem cái nhãn hiệu là GF 750, nhưng mà trên Lazada là nó không bày cái loại này, nó chỉ bày cái loại GF 125 thôi. Thì các bác cứ vô Lazada các bác nhấn là GF này này, GF 125 thì nó ra mấy cái ảnh này, rồi các bác vô có số điện thoại rồi có cả cái ảnh cái này luôn. Đó. Đó, ảnh nó y chang thế này luôn. Đầu hút ở bên đây có cái đầu giống gì nhá, em đang để dưới đất. Đấy, đằng trước đây. Đây. Rồi. Ở giữa đây. Rồi. Rồi. Và cái bình này. Bình này là 24. 200k. Để em xem nhá. Xem 200k có đắt không? Không đắt thì em để bớt cho các bác, tại vì em không biết giá cái đó. À đây, còn con quạt đây. Cái quạt này thì các bác về các bác dùng bằng pin hoặc là dùng bằng bình ắc quy. Đó. Bình ắc quy thì ở đây có dây đen, dây đỏ này. Đấy. Đỏ là bên cộng còn đen là bên trừ. Đó. Nói chung là các bác mà muốn nó bền á. Các bác mà muốn nó bền nữa thì các bác phải dùng cái bình 6V. Đó. Hắn là trong đây là hắn có 4 cái dây, 2 dây đen và 2 dây đỏ. Đấy.
Hắn là 6V chứ không phải là 12V như cái loại của tàu kia á. 12V thì các bác bật 12V, các bác chơi 6V các bác chơi 12V hắn vẫn chạy. Nhưng mà cái loại này không 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 chạy. Đó. Đó, hắn có 3 chế độ. Nhanh dần, đây đèn và đèn đây. Đó. À, khi mà bình nó hết á thì các bác cắm điện 220 vào cho em. Đấy, như thế này thì là đang sạc bình. Còn bình thường thì là dùng bình. Đó. Hắn có hai cái chân kia. Đấy. Con này là Pana. Con này thì em bán rất nhiều rồi, nhưng mà thi thoảng mới có thôi. Rồi ok. Con này là 20 24. 24. Em bán với giá là 250k. Đấy, hắn có bốn cái dây ở đằng sau á, thì các bác làm cho em hai cái bình 6V. Đấy, hai cái bình 6V các bác nhét hai bên đây rồi em câu cho các bác bốn cái dây. Đây. Hai dây đen, hai dây đỏ. Thì em sẽ nhét sang đây, hai dây đen, hai dây đỏ. Bên đây một dây đen, dây đỏ, bên đây một dây đen, dây đỏ. Đấy, các bác về đấu cho em mỗi bên 6V thôi nhá. Chứ các bác đừng có đấu 12V luôn là cháy đấy. Hắn không như cái quạt kia đâu. Cái quạt kia thì các bác đấu được, nhưng mà cái quạt này đấu là hư đấy. Hắn nhạy lắm. Hắn rất tốt nhưng mà hắn không như cái quạt tàu kia. Quạt tàu kia là 6V nhưng mà hắn cũng hai bình, nhưng các bác cắm trực tiếp điện 12V vô là cũng được. Nhưng cái ni không được. Cái ni này em cắm cho các bác xem này. Hắn được nhưng mà nó sẽ ngắt. Gần như là không được. Này, em đang tắt. Em nhớ là cũng được thôi, nhưng mà cái là anh đang dùng nó cứ ngắt đi thôi. Nó kiểu như quá tải ấy. Đấy. À, đang dùng nó cứ ngắt đi thôi. Rồi. À, hôm nay đang còn cái máy máy này. Tí mà quên. Đây đây là nhấn thụt dây vô. Đây là đầu ra đây. Nói chung là cái này ăn chỉ là cái máy hút bụi, nhưng mà nó không còn chức năng hút đâu. Các bác mua về chế cháo thôi. Đây đây là cái ngăn để hút đây này. Chắc là mất cái túi hay cái gì ở đây cho nên là mình hút ở đây rất yếu, nó không được khỏe như cái kia. Cái kia hút thụt 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 thụt, cái này là bình thường nhưng mà cũng là hàng Nati. Rồi. Cái này là 20 25. Đúng các bác nhỉ? Đúng rồi, 25. 25. Em bán 200k thôi. Có bác về nghịch ngợm. Dây nó dài lắm các bác nhá. Nhấn cái này là dây nó thụt vào này. Đó. Nhấn vào. Đó. Nói chung là nó vẫn đang hút đấy, nhưng mà nó hút hút nó không mạnh như cái kia đâu. Đây là motor nó có khi mạnh hơn nhưng mà hút lại không mạnh mạnh bằng cái kia, tại vì hắn thiếu cái gì đó ở cái hộc đó. Rồi. Và hôm nay em có hai con motor thì em mới lấy về thôi. Này, bác nào cảm thấy ưng thì cứ alo cho em. Đây, một con là một ký mốt mà em đấu chạy hết rồi, nhưng mà ý là cái tụ của nó đó nó chưa hoàn hảo lắm. Đây, con này là ký mốt này. Hắn xài hai tụ. Còn con này là 2 ký 2 này. Đó. À, con 2 ký 2 thì em bán là 1.250.000. Còn con ký mốt này là em bán là 850.000. Đó. Các bác nào mà ưng thì cứ đặt cho em. À, tua chậm hết các bác nhá. Tua chậm hết. 1.400, 1.400 hết. Đây. Hai con đều tua chậm các bác nhá. Hai con tua chậm các bác nhá. Đấy, 1.400 cả. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Xin chào, 2.